Bản tin tối ngày 4 tháng 10. Kính thưa quý vị, tại chiến trường Đông Âu, Nga đang cáo buộc Ukraine cố tình tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk sau một vụ nổ gần thị trấn Kuchatov. Còn hiện tại Ukraine đang mở văn phòng tuyển dụng lính tại Ba Lan. Quay sang chảo lửa Trung Đông, chúng ta có thể thấy Israel đang mở đợt không kích mới vào Liban và sẽ quay sang đáp trả Iran và những vị trí trọng yếu như cơ sở quân sự và hạt nhân hay các mạng lưới kinh tế và dầu mỏ Bên cạnh đó, dịch bệnh mới đang xuất hiện tại châu Phi đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người. Thiên tài bão lớn Krafon đã đi qua Đài Loan và một số nơi đã quay trở lại hoạt động bình thường. Còn ở trong nước, một nhà xưởng lắp ráp xe điện ở thành phố Lạng Sơn phát đổ khiến hàng nghìn xe máy điện bị tiêu dụ. Và tất cả sẽ có trong bản tin tối hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở thị trấn Kuchatov của Nga, một kho đạn được cho là đã phát nổ. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy nhiều quân nhân Nga chạy khỏi hiện trường sau vụ nổ. Có thông tin cho rằng vụ nổ xảy ra cách nhà máy điện hạt nhân Kursk khoảng 5 km. Các phương tiện truyền thông xã hội cho rằng có vẻ như đây là một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga và một thứ gì đó nổ trong nhà chứa phi cơ đã phát nổ. Roman Arikin, cố vấn của thống đốc vùng Kursk, đã xác nhận thông tin về vụ nổ Phía Nga đã cáo buộc đây là một hành động khiêu khích khác từ Ukraine và cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk. Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này và lên tiếng phủ nhận các thông tin đăng tải trên phương tiện truyền thông Nga liên quan đến các cuộc không kích tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Lực lượng phòng vệ Ukraine nói rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và không tấn công dân thường hay cơ sở hạ tầng dân sự. Theo Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine. Không ai tấn công nhà máy điện hạt nhân, không có lý do gì để làm như vậy. Được biết, nhà máy điện hạt nhân ở Kursk là một trong ba nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Nga. Trong một động thái khác, Ukraine đã mở văn phòng tuyển quân đầu tiên tại Ba Lan từ ngày 3 tháng 10 nhằm tuyển công dân Ba Lan tham gia cuộc chiến chống Nga. Văn phòng này đặt tại Lutlin, cách biên giới Ukraine khoảng 100 km được trang bị đầy đủ thiết bị để đánh giá khả năng phục vụ của các tình nguyện viên. Sau khi nhập ngũ, họ sẽ được đào tạo tại Ba Lan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kyiv cố gắng tăng cường quân số để đối phó với cuộc tiến công của Nga vào miền đông Ukraine. Kyiv cũng đã công bố kế hoạch tuyển dụng quân đoàn Ukraine với mục tiêu chiêu mộ hàng nghìn người đàn ông đã rời khỏi Ukraine để tránh chiến tranh. Chính phủ Ukraine ước tính khoảng 300.000 người trong độ tuổi chiến đấu đang sinh sống tại Ba Lan, Đến nay, văn phòng đã nhận 138 yêu cầu phỏng vấn trực tuyến và 58 yêu cầu từ các cơ quan lãnh sự. Trong một thông tin khác, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận rằng ông sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán công khai liên quan đến khả năng Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Trả lời câu hỏi về mối lo ngại rằng các cuộc tấn công này có thể đẩy giá dầu tăng cao, ông Biden cho biết: Nếu có bão ập đến, giá dầu sẽ tăng. Tôi không biết, chẳng ai biết được. Khi được hỏi về lý do không liên lạc gần đây với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Biden nói rằng hiện không có hành động cụ thể nào diễn ra để cần đến cuộc trò chuyện đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh Israel đang xem xét các phương án đáp trả cho cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo từ Tehran. Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng họ sẽ hợp tác với Israel để đảm bảo Iran phải chịu hậu quả nặng nề vì các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Hành động này có thể mang lại những hệ quả nghiêm trọng cho tình hình an ninh khu vực đặc biệt là khi ông Biden trong một cuộc phỏng vấn trước đó được cho là đã làm gia tăng giá dầu toàn cầu khi đề cập đến khả năng tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Thêm vào đó, Tổng thống Biden đã công khai khẳng định rằng Hoa Kỳ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Iran đã đưa ra cảnh báo rằng nếu Israel thực hiện các hành động trả đũa, họ sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công toàn khốc hơn. Với tình hình hiện tại, đang tạo ra những nguy cơ căng thẳng tăng cao về sự leo thang xung đột giữa Iran và Israel, đồng thời đe dọa đến sự ổn định trong khu vực Trung Đông. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao và kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết những căng thẳng này. Trong một động thái rất nóng, Israel mở đợt không kích mới vào Liban. Sáng nay, Bộ Y tế Liban cho biết đã có thêm ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel. Như đã đưa tin, trong suốt 24 giờ qua, Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào khu phố Tahiyev ở phía nam Beirut. Quân đội Israel được cho là đã sử dụng bom phá bom ke cực mạnh trong các cuộc tấn công gần đây nhất, với số lượng lên tới hàng chục quả. Các báo cáo còn cho thấy số bom được sử dụng này nhiều hơn so với số bom dùng trong các cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh phong trào kháng chiến Hezbollah hồi thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, cũng đã có báo cáo về các cuộc tấn công xảy ra gần khu vực sân bay quốc tế Beirut theo truyền thông Israel, mục tiêu chính của các cuộc tấn công này là Hassam Safiuddin, người đứng đầu hội đồng điều hành Hezbollah. Các cuộc không kích của Israel cũng đã nhắm vào một số địa điểm khác, bao gồm văn phòng quan hệ truyền thông của Hezbollah và một nhà kho gần sân bay Beirut. Các phóng viên của AFP tại thủ đô Liban cho biết, Israel đã tiến hành tổng cộng 11 cuộc không kích liên tiếp vào phía nam Beirut trong đêm. Tiếp theo, cách Israel có thể đáp trả Iran. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy Israel đã tuyên bố sẽ tiến hành trả đũa vụ tấn công hỏa tiễn của Iran vào ngày 1 tháng 10. Theo các chuyên gia dự đoán rằng, Israel có thể áp dụng một số biện pháp đáp trả trong thời gian tới. Một, Tấn công các cơ sở quân sự Một trong những phương án khả thi nhất là Israel nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran, đặc biệt là những cơ sở sản xuất hỏa tiễn đạn đạo đã được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây. Ngoài ra, Israel cũng có thể phá hủy các hệ thống phòng không cùng những cơ sở phóng hỏa tiễn của Iran. Washington từng cáo buộc Tehran cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong một cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù cả Nga và Iran đều phủ nhận cáo buộc này. Theo các chuyên gia, việc Israel tấn công các cơ sở quân sự của Iran sẽ là một động thái hiệu quả nhất trong việc hạn chế mối đe dọa từ Tehran. Và thứ hai, tấn công các cơ sở hạt nhân. Một kịch bản khác đó là Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Các cuộc tấn công này sẽ làm chậm khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, do chương trình hạt nhân của Iran trải rộng trên nhiều địa điểm, trong đó có nhiều cơ sở được xây dựng dưới lòng đất, một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều này bao gồm khả năng Iran sẽ chạy đua để chế tạo vũ khí hạt nhân. Mỹ đã tuyên bố không ủng hộ hành động như vậy của Israel. Richard Hosker, một cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết. Có khả năng rõ ràng rằng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Điều này có thể khiến lãnh đạo Iran đáp trả. Thứ ba, tấn công ngành dầu mỏ. Israel cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế nước này. Nếu Israel thực hiện các cuộc tấn công như vậy, Iran có thể sẽ đáp trả bằng cách tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu tại Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng vịnh khác. Hành động này có thể đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, gây khó khăn cho nền kinh tế Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống. David DeRose, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ông không chắc rằng việc tăng giá dầu thế giới sẽ kiềm chế được người Israel và rằng họ có thể coi đó như một lợi ích cho chiến dịch tái tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Thứ tư, chiến dịch tấn công mạng và kinh tế. Ngoài các phản ứng quân sự, Israel có thể áp dụng các biện pháp không vũ trang tổng thống joe biden đã cam kết áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với iran trong khi lệnh trừng phạt hiện tại đã đóng băng hầu hết các hoạt động thương mại của mỹ với iran israel cũng có thể sử dụng khả năng tác chiến mạng của mình để đáp trả các cuộc tấn công từ iran gần đây israel đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào hezbollah ở liban điều này cho thấy khả năng này là một lựa chọn quan trọng tóm lại trong bối cảnh hiện tại israel đối mặt với nhiều lựa chọn đáp trả iran từ các cuộc tấn công quân sự đến các biện pháp trừng phạt kinh tế và chiến tranh mạng. Mỗi phương án đều có những rủi ro và hệ quả riêng. Do đó, các nhà phân tích đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo trong tình hình căng thẳng này. Chuyển sang thông tin liên quan đến dịch bệnh và thiên tai, Số ca tử vong do virus Marburg đang tăng lên. Dịch sốt xuất, xuất huyết do virus Marburg đã bùng phát tại quốc gia Đông Phi, Rwanda. Theo thông tin cập nhật từ chính phủ, dịch bệnh bùng phát vào ngày 27 tháng 9 virus Marburg đang làm chết 11 người, trong đó 36 người bị nhiễm bệnh. Hiện tại đã có 25 người được cách ly. Trường hợp nhiễm bệnh có biểu hiện giống với người nhiễm Ebola. Có ít nhất 300 người đã tiếp xúc với những người được xác nhận mắc Marburg và nhiều người trong số họ đang được cách ly tại các cơ sở y tế. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là nhân viên y tế. Người dân Rwanda được khuyên cáo tránh tiếp xúc vật lý để ngăn chặn sự lây lan. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Kigali của Rwanda đã kêu gọi nhân viên của mình làm việc từ xa và tránh đến văn phòng. Giống như Ebola, virus Marburg đang được cho là có nguồn gốc từ loài rơi ăn quả và có thể lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời, virus Marburg có thể gây ra tỷ lệ tử vong lên đến 88%. Các triệu chứng nhiễm bệnh ban đầu bao gồm sốt, đau nhức cơ, tiêu chảy, nôn mửa, và trong một số trường hợp có thể tử vong do mất máu quá nhiều. Theo WHO, các đợt bùng phát và các trường hợp dương lẻ của Marburg mới đây đã được ghi nhận ở Tanzania, Guinea, Angora, Congo, Kenya, Nam Phi, Uganda và Ghana. Virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967 tại các phòng thí nghiệm ở Marburg, Đức và Belgrade, Serbia. Đài Loan quay trở lại hoạt động bình thường sau khi bão tàn Thưa quý vị, bão Kraton mang theo mưa lớn liên tiếp trong 6 ngày. Hiện tại bão đã tan, nhưng các cảnh báo mưa lớn ở bờ biển phía Bắc và các khu vực miền núi Đài Loan vẫn được thông báo. Cơn bão khiến cho phần lớn Đài Loan tê liệt trong 3 ngày trước khi suy yếu thành áp thấp. Các chuyến bay nội địa bị hoãn trong 2 ngày. Trường học và các doanh nghiệp công ty đã hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một số cơ sở ở thành phố Cao Hùng, huyện Bình Đông và huyện Hoa Liên, Tân Đài Bắc vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Với sức gió lên tới 126 km h khi tiến vào Cao Hùng, cơn bão đã tàn phá đường xá, cây cối, gây mưa lớn ngập lụt dọc theo bờ biển phía nam và phía đông Đài Loan. Riêng huyện miền núi Đài Đông, lượng mưa đo được là 171 cm. Theo Sở Cứu Hỏa Đài Loan, thông tin có hai người tử vong vào đầu tuần. Một trường hợp bị gió báo cuốn đi khi đang đi trên một cây cầu, hiện tại vẫn mất tích. Chính quyền địa phương cho biết Mức độ tàn phá của bão Kraton tương đương với cơn bão lớn đã xảy ra ở Cao Hùng từ năm 1977, lúc đó khiến 37 người thiệt mạng. Sau khi đổ bộ vào Cao Hùng, cơn bão đã suy yếu khi tiến vào vùng núi phía đông bắc thành phố. Kraton là một trong hai cơn bão đã tự tan khi vào Đài Loan, trước đó là bão Chami năm 2001. Chuyển sang phần tin trong nước. Hàng nghìn xe máy điện bị tiêu thụ ở thành phố Lạng Sơn. Thưa quý vị, sáng nay một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện DK Việt Nhật và khiến hàng nghìn xe điện bị thiêu rụi. Cụ thể là vào lúc 7 giờ sáng, ngọn lửa bắt đầu bốc lên tại xưởng lắp ráp xe điện của công ty này thuộc địa phận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Bên trong nhà xưởng chứa nhiều linh kiện máy móc và pin, nên khi bốc cháy đã tạo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng chục mét. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, công ty chưa vào ca sản xuất nên chỉ có số ít công nhân trong xưởng những công nhân này đã kịp chạy thoát ra và giúp sơ tán được một chút tài sản. Đến khoảng 9 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, một phần mái khu xưởng lắp ráp xe điện bị sập, hàng nghìn xe điện và linh kiện khác đã bị thiêu dụi. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện DK Việt Nhật thành lập vào năm 2009, chuyên sản xuất xe máy điện, đạp điện. Xưởng lắp ráp của công ty có diện tích rộng gần 1.000 mét vuông với năng lực lắp ráp 600 xe trên một ngày. Thưa quý vị, bản tin tối của Đại Kỳ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.